Chí tôn chiến thần. Chương 801, quét sạch giới thu mua. Sử Chính Cương là người thông minh, biết Giang Sách nói như vậy chắc chắn là có hàm ý. Ăn nhiều sao? Ăn nhiều đến mức nào chứ? Sử Chính Cương cầm hộp quà mình vừa đặt xuống lên, cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, mở miệng dò hỏi, giám đốc Giang, cho một câu rõ ràng đi, cậu muốn bao nhiêu? Giang Sách xua xua tay, mở miệng, ông chủ Sử, trong mắt ông Giang Sách tôi quả thực là thấp hèn quá đấy, tôi không cần tiền. Không cần tiền, vậy cậu muốn cái gì? Giang Sách nhìn Sử Chính Cương, nét mặt lộ rõ hàm ý, tôi muốn số hàng hóa còn thừa lại đó của ông. Hàng lông mày của Sử Chính Cương khẽ cau lại. Chỗ hàng hóa đó của ông ta, một phần đã được Rip thu mua rồi, số hàng còn thừa lại đó, cũng vì Giang Sách mà chưa có cách nào bán ra ngoài được. Thật không ngờ mục tiêu của Giang Sách lại là số hàng hóa còn thừa lại của ông ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sử Chính Cương gật gật đầu, mở miệng, giám đốc Giang, quả nhiên cậu không giống những người bình thường. Muốn chỗ hàng đó sao, được thôi, chỉ cần cậu đưa ra cái giá hợp lý, tôi có thể bán cho cậu hết. Đây là sự hy sinh rất lớn của Sử Chính Cương. Cái gọi là giá hợp lý, thực chất chính là ông ta sẽ giữ lại vốn, bán đúng giá gốc cho Giang Sách. Dù sao thì ông ta cũng đã kiếm được khá nhiều lời từ chỗ Rip, cho nên giờ cũng không cần phải bòn rút giá trị từ chỗ hàng còn thừa lại đó, chỉ bằng bán giá thấp cho Giang Sách để làm hòa. Giang Sách gật gật đầu, giơ một ngón tay. 100 triệu, hai mắt Sử Chính Cương chớp chớp, nếu để so với số tiền khổng lồ mà Rip chi trả, 100 triệu đúng là không bằng một góc. Có điều, vẫn bảo đảm được nguyên tiền vốn là được. Thành giao, Sử Chính Cương lập tức trả lời. Nhưng mà, Giang Sách lại quơ quơ ngón tay, nói tiếp, ông chủ Sử, ông hiểu lầm rồi, ý tôi không phải 100 triệu, mà là 1.000 vạn. 1.000 vạn. Sử Chính Cương đập bàn một cái rồi đứng bật dậy, nói cậu có biết tôi nhập đống hàng hóa đó vào với giá bao nhiêu tiền không? Sao cậu không đi cướp nó luôn đi cho rồi? Bây giờ ông ta mới hiểu, rốt cuộc Giang Sách ăn nhiều đến mức nào. Đúng là quá đáng sợ, chưa từng có ai dám trả giá như vậy, nếu là ngày thường, Sử Chính Cương đã giơ chân đá bay cái bàn rồi bỏ chạy lấy người rồi, dù thời điểm này ông ta đang phải khẩn cầu người ta, nhưng Sử Chính Cương vẫn rất khó kiềm chế được ngọn lửa giận trong lòng. Mà đối mặt với ngọn lửa giận của Sử Chính Cương, Giang Sách lại vờ như không thấy gì. Anh nhẹ nhàng nói, ông chủ Sử, số tiền ông kiếm được từ chỗ Rip cũng đủ để ông mua tất cả số hàng tồn kho mà ông đang sở hữu. Dù lô hàng này ông không cần thu về 1.000 nào, cầm tất cả chúng đi quyên góp cho người ta, thì số tiền kia vẫn đủ lãi to. Nói như vậy quả là không sai, nhưng làm gì có người nào ngại nhiều tiền chứ? Sử Chính Cương vừa mới nếm trải vị ngọt Rip mang lại, dục vọng lại càng khó lấp đầy. Giang Sách tiếp tục nói, ông chủ Sử, ông cũng đừng quên, nếu không nhờ có tôi lập kế hoạch đó, thì liệu ông có thể kiếm được nhiều tiền từ chỗ Rip như thế không? Có câu uống nước không quên người đào giếng, ông chủ Sử, ông không định qua cầu rút ván đó chứ? Sử Chính Cương thật không còn lời nào để phản bác. Đúng là như vậy, nếu không nhờ có Giang Sách, thì sao ông ta có thể kiếm được nhiều tiền thế chứ? Vấn đề là, giá gốc của số hàng còn thừa lại đó cũng cỡ 8.000 vạn, nhưng Giang Sách lại chỉ trả ông ta có 1.000 vạn để mua lô hàng đó, làm gì có ai chấp nhận kiểu kinh doanh như vậy chứ? Sử Chính Cương nghiến răng, cố nén cơn giận trong lòng, giám đốc Giang, tôi không phải loại người qua cầu rút ván, tôi ghi nhớ công lao của cậu, nhưng cậu cũng không thể khinh người quá đáng như thế chứ. Thế này đi, chúng ta có thể thương lượng lại, cậu trả tôi 6.000 vạn, được chứ? 6.000 vạn, cái giá này đã là khách khí lắm rồi. Nếu là những công ty châu báu khác, nghe thấy cái giá này, chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ gì mà trả tiền mua luôn, nhưng Giang Sách thì khác. Anh ngả người ra ghế, giang hai tay nói, xin lỗi, giám đốc thu mua tôi đây không có đủ tài chính, chỉ 1.000 vạn có muốn nhiều hơn cũng không đưa thêm được. Cho nên, ông chủ Sử, nếu ông cảm thấy 1.000 vạn không thể bán được hàng, vậy thì tôi chỉ có thể nói xin lỗi, thương vụ này chúng ta không cần phải thương lượng thêm gì nữa. Sử Chính Cương nghe vậy xong sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng là Giang Sách đang cố tình chơi xấu, nào có chuyện thương lượng kinh doanh ở đây chứ? Vấn đề là Sử Chính Cương không dám rời đi luôn, nếu hôm nay ông ta cứ vậy mà bước chân ra khỏi cửa lớn văn phòng Giang Sách, vậy thì công việc kinh doanh của ông ta sẽ hoàn toàn điêu đứng, sau này đứng mong có chỗ đứng ở khu Giang Nam này. Vì vậy, sau khi suy xét, ông ta không thể không nhận thua. Thôi, thôi,
1.000 vạn thì 1.000 vạn, chúng ta ký hợp đồng đi. Đối với Sử Chính Cương mà nói thì bán lô hàng này với giá 1.000 vạn, chắc chắn là mất máu nặng, nhưng ông ta đã kiếm được từ chỗ RIP quá nhiều tiền, và khoản lỗ này quả thật không thành vấn đề gì cả. Chẳng qua là ông ta chỉ mất một vài đồng bạc thôi. Dưới tình hình này, ông ta chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận cái giá Giang Sách đưa ra, nguyên nhân chủ yếu vẫn là giảng hòa với Giang Sách, nếu không thì, không có thêm được đơn hàng nào mới cũng không phải chuyện hay. Giang Sách hài lòng gật gật đầu, vỗ vỗ tay, lập tức có nhân viên phòng tài vụ đi tới. Ông chủ Sử, đây là nhân viên tài vụ công ty chúng tôi, ông đi cùng anh ta để ký hợp đồng đi. Sử Chính Cương quay đầu nhìn nhân viên tài vụ, cười, giám đốc Giang, xem ra cậu đã sớm đoán ra được chuyện này sẽ xảy ra, nên mới sắp xếp phòng tài vụ chuẩn bị tốt mọi thứ. Phục phục, đời này của Sử Chính Cương tôi chưa từng phục bất kỳ một ai, Giang Sách cậu chính là người đầu tiên làm tôi phải tâm phục khẩu phục. Ông ta đứng lên, không nói thêm gì nữa, đi theo nhân viên tài vụ rời khỏi văn phòng, ký hợp đồng. Giang Sách mỉm cười lắc lắc đầu, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Và trong 2 giờ tiếp theo, hai ông chủ của hai nhà cung cấp nguyên thạch còn lại cũng tìm tới văn phòng Giang Sách, mục đích là để giảng hòa với anh. Và những chuyện họ phải đối mặt cũng tương tự như những chuyện Sử Chính Cương gặp lại, tất cả đều bị Giang Sách làm thịt một khoản tiền. Cuối cùng, Giang Sách chỉ tốn có 3.000 vạn để thu mua hết lô hàng còn thừa lại của ba nhà cung cấp, hoàn toàn đối lập với RIP bỏ ra 3 tỷ để mua hàng hóa với số lượng chẳng hơn anh là mấy, đây quả thực là một trên trời một dưới đất. Với số tiền 3 tỷ, quả thật 3.000 vạn không đáng để nhắc. Giang Sách lại tạo nên một thần thoại mới trong ngành, đạt đến một tầm cao mới mà người bình thường khó có thể với tới được. Cửa văn phòng đẩy ra, Chủ tịch Kỳ Trấn đi tới. Ông ta vừa vỗ tay vừa đi về phía Giang Sách, lợi hại, tôi chinh chiến trên thương trường suốt hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một chiến thắng đẹp mắt thế này. Cậu Giang, cậu đúng là kỳ tài kinh doanh. Giang Sách nuốt nước miếng. Mỉm cười không nói gì. Kỳ Trấn ngồi trên ghế sofa, bội phục nói, lúc ấy khi cậu nói muốn đưa cho tôi một món quà, thành thật mà nói, tôi còn cảm thấy chuyện khó tin, bởi vì chuyện này vốn dĩ không có khả năng sẽ thành công. Nhưng trải qua chuyện ngày hôm nay, sau này cậu có nói cái gì khó tin hơn nữa, tôi xin đảm bảo, tôi nhất định sẽ tin tưởng cậu không chút đắn đo. Chỉ với 3.000 vạn quét sạch mọi thứ, thu mua hết số hàng còn thừa lại từ 3 nhà cung cấp hàng hóa lớn. Cậu Giang, hiện tại cậu chính là kỳ tích trong giới châu báu này đấy. Giang Sách xua xua tay, đừng tâng bốc tôi lên như vậy, tôi chỉ nghĩ hơn người ta mấy bước thôi mà. Kỳ Trấn nở nụ cười xấu xa, nói cũng đúng, cũng có một bước cậu chưa tính đến, hoặc có thể nói là, cậu đúng thật là rất mạnh miệng. Ồ, tôi mạnh miệng cái gì vậy? Giang Sách tò mò dò hỏi. Kỳ Trấn ho khan một tiếng, lúc ấy khi cậu nói muốn đưa quà cho tôi, cậu nói không cần phải bỏ một đồng. Miễn phí đấy. Miễn phí, tại sao hôm nay lại tiêu tốn 3.000 vạn? Chương 802, vui một mình không bằng mọi người cùng. Quả thật đây là một vấn đề, ban đầu Giang Sách luôn miệng nói miễn phí, không cần Kỳ Trấn phải bỏ ra một xu, nhưng chẳng phải hôm nay vẫn bỏ ra 3.000 vạn ư. Tất nhiên, mức giá cải trắng 3.000 vạn này là quá hời, chắc chắn Kỳ Trấn sẽ không có ý trách tội Giang Sách, mà ông ta chỉ đang trêu chọc anh. Nhưng Giang Sách lại nhàn nhã cầm tách trà lên, ung dung nói, Chủ tịch Kỳ, mặc dù lần này chúng ta đã tốn 3.000 vạn, nhưng đó không phải là tiền của công ty, cũng chẳng phải tiền của ông, do đó, về bản chất nó vẫn là miễn phí đối với ông. Ồ, Kỳ Trấn tò mò hỏi, chẳng lẽ cậu tự móc tiền túi ra 3.000 vạn để mua quà tặng cho tôi à? Cậu làm vậy tôi sẽ ngại lắm đấy. Giang Sách lắc đầu đáp, tôi cũng không hào phóng như vậy. Kỳ Trấn mơ màng hỏi, vậy 3.000 vạn đó cậu lấy ở đâu ra? Giang Sách nhắc nhở, ông vẫn còn nhớ đám người Viên Nhai Vĩ chứ? Kỳ Trấn nghe xong thì nhất thời tỉnh ngộ, tất nhiên là ông ta nhớ tới lần trước mở cuộc họp tầng quản lý, mục đích chính là để sa thải tất cả bọn họ. Trong cuộc họp sa thải, Giang Sách đã cho Kỳ Trấn một điều bất ngờ, đó chính là bắt mấy người ở tầng quản lý như Viên Nhai Vĩ phải tự móc túi rời đi. Chẳng lẽ? Kỳ Trấn sợ hãi nhìn Giang Sách. Giang Sách gật đầu nói, xem ra Chủ tịch Kỳ đã đoán được rồi. Đúng vậy, tiền của đám người Viên Nhai Vĩ đều đã vào sổ, tổng cộng là 3.022 vạn, vừa đủ để trang trải 3.000 vạn tiền thu mua lần này. Ông ta hoàn toàn phục rồi. Kỳ Trấn bật ngón cái lên, phục Giang Sách sát đất. Ban đầu, lúc Giang Sách đòi tiền đám người Viên Nhai Vĩ, đã tính đến bước này rồi,
dùng tiền của Viên Nhai Vĩ để mua hàng của Sử Chính Cương. Dùng mâu của kẻ địch để đâm thủng lá chắn của kẻ địch khác. Mượn đao giết người. Lợi hại, thật sự quá lợi hại. Kỳ Trấn vừa khâm phục, trong lòng vừa phát lạnh, người đàn ông mưu trí như Giang Sách đúng là yêu nghiệt, cũng may anh đứng về phía mình, bằng không Kỳ Trấn sớm không biết mình đã bị Giang Sách tính toán thành cái gì. Bây giờ Kỳ Trấn mới thật lòng cảm ơn mẹ, lúc đó cụ bà đã liên tục kiên trì mới thành công lôi kéo được Giang Sách gia nhập về phía ông ta, để châu báu hằng tinh có thêm một trụ cột. Thậm chí có thể nói, châu báu hằng tinh có thể không có Kỳ Trấn, nhưng nhất định phải có Giang Sách. Người đàn ông này thật sự quá mạnh mẽ. Kỳ Trấn nói tiếp, chúng ta đã có hàng hóa của ba nhà Sử Chính Cương rồi, có thể tiến hành bổ sung cực kỳ lớn cho châu báu hằng tinh. Sau khi mất đi một lượng lớn quản lý, chúng tôi cần phải làm ra chuyện lòng người phấn chấn để khôi phục lại tinh thần diện mạo của công ty. Sự kiện lần này thật sự rất thích hợp. Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp, tôi nhất định phải học theo RIP, cũng tiến hành livestream cắt đá một lần. Lần này quy mô phải lớn hơn RIP, để mọi người chiêm ngưỡng thực lực của châu báu hằng tinh chúng ta. Điều duy nhất mà tôi lo lắng là đừng đi theo vết xe đổ của RIP, bảo đảm chất lượng của lô hàng này thật sự có thể livestream. Giang Sách trả lời chắc nịch, ông cứ yên tâm, mặc dù lô hàng này không hoàn toàn là ngọc cao cấp, nhưng theo dự đoán của tôi, số lượng ngọc cao cấp có thể đạt đến 1/5, do đó livestream cắt đá rất đáng để xem. Kỳ Trấn đồng ý. Thật ra nếu tất cả đều là ngọc cao cấp thì chẳng có gì đáng xem, bởi vì nó thiếu đi tính hồi hộp, chỉ có tình huống vừa bình thường lại vừa có cao cấp mới đáng để xem. Khán giả cũng có tâm lý cược may rủi. Vậy bây giờ tôi sẽ thu xếp. Kỳ Trấn đang định rời đi thì bị Giang Sách gọi lại, khoan đã. Sao thế? Chủ tịch Kỳ, tôi cảm thấy vui một mình không bằng để mọi người cùng vui. Hả? Giang Sách cười thần bí, không biết lại nảy ra ý tưởng xấu xa gì. Buổi chiều, trong phòng tiếp khách của châu báu hằng tinh. Người phụ trách của mười mấy công ty châu báu đều đã đến, tất cả đều là nhân vật có máu mặt, nhận được thông báo của Giang Sách nên mới đến đây. Còn cụ thể là chuyện gì thì trong lòng mọi người đều không biết rõ. Ông nói thử xem, Giang Sách gọi chúng ta đến đây để làm gì? Tôi không biết, có lẽ là để đoàn kết chống lại đám người Sử Chính Cương. Làm sao có thể, ông vẫn chưa nghe nói à? Giang Sách đã mua hết hàng của ba nhà cung cấp chính với giá 3.000 vạn. Ôi mẹ ơi, 3.000 vạn ư, chẳng khác nào đang lấy không. Vì thế, tôi đoán rằng lần này cậu ta triệu tập chúng ta đến, là để thông báo với chúng ta chuyện làm hòa với đám người Sử Chính Cương, mọi người khôi phục lại dáng vẻ như ban đầu. Cũng có lý. Trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu, mọi người đều đã suy đoán Giang Sách định nói gì. Đợi mọi người đã có mặt đông đủ, màn hình lớn từ từ được kéo lên. Giang Sách mặc vest đi giày ra, cầm micro bước lên sân khấu, giọng nói hùng hồn nói, mọi người, chào buổi chiều. Sau một hồi khách sáo đơn giản, anh đã đi vào vấn đề chính. Giang Sách nhìn mọi người nói, chắc mọi người đều đã biết tôi đã mua hết số hàng còn sót lại từ bên ba nhà cung cấp chính với mức giá 3.000 vạn. Mặc dù mọi người đều đã biết chuyện này, nhưng sau khi nghe chính miệng Giang Sách thừa nhận, mọi người vẫn không khỏi ngạc nhiên thốt lên. Thật đáng sợ. Không ngờ anh thật sự có thể làm được chuyện này. Giang Sách nói tiếp, theo yêu cầu của chủ tịch chúng ta, châu báu hằng tinh cũng định tổ chức livestream cắt đá, cắt hết lô hàng còn lại kia, để cả thành phố cùng chung vui. Mọi người đồng loạt cười khẩy. Đá tạp nham đều đã bị RIP thu mua, chắc chắn lô hàng còn lại sẽ có chất lượng cao cấp, rất đáng để xem livestream cắt đá. Giang Sách và Kỳ Trấn đúng là chuyện gì cũng dám làm. Trong lòng mọi người hơi không vui, dù gì bọn họ cũng hợp sức với Giang Sách chống lại Sử Chính Cương, ai dè một mình Giang Sách lại nhận hết lợi ích, nếu đổi thành ai cũng sẽ không vui. Nhưng vì bị vướng địa vị của Giang Sách, nên bọn họ không dám nói gì. Nhưng bọn họ kiềm nén lửa giận này ở trong lòng thật sự rất khó chịu. Giang Sách nói tiếp, hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây, chủ yếu là để bàn với mọi người hai chuyện. Thứ nhất chắc mọi người đều đã đoán ra, tôi muốn khẩn cầu mọi người giảng hòa với ba nhà Sử Chính Cương, đừng chống đối bọn họ nữa. Quả nhiên là thế. Mọi người đều im lặng, trong lòng rất khó chịu. Dựa vào cái gì? Ban đầu cùng chống đối là để lừa ba nhà cung cấp chính này một vố. Bây giờ Giang Sách nhận được lợi ích rồi thì từ bỏ, tất cả bọn họ đều bị xem thành mũi nhọn, bất kỳ ai cũng sẽ không vui. Bên dưới liên tục phát ra tiếng khinh bỉ, mặc dù hỗn tạp, nhưng có thể cảm nhận rất rõ trong lòng mọi người đều bất mãn.
Mắt thấy tình hình hơi bất ổn, các nhân viên bảo vệ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, bảo vệ an toàn cho Giang Sách bất cứ lúc nào. Ở điểm giới hạn này, Giang Sách bỗng lên tiếng, chuyện thứ hai, lần này có thể mua hàng còn sót lại của ba nhà cung cấp chính với mức giá thấp như vậy, nói thật, khó mà tách khỏi sự ủng hộ của mọi người đang ngồi ở đây. Nếu không phải mọi người cùng hợp sức chống đối, Giang Sách tôi làm sao có thể nhặt được tiện nghi lớn như vậy? Một là để cảm ơn, hai là vui một mình không bằng mọi người cùng vui, do đó tôi đã đưa ra quyết định, đó chính là... Giang Sách ngừng lại, liếc nhìn một vòng, khẽ cười nói, tôi đã quyết định chia toàn bộ số hàng đã thu mua thành 10 phần bằng nhau, châu báu hàng tinh chỉ lấy một phần, 9 phần còn lại sẽ chia đều cho tất cả công ty châu báu có mặt tại đây, nhà nào tham gia chống đối đều có thể nhận được đền đáp. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mọi người đều trợn tròn mắt, không dám tin vào sự thật mà mình đã nghe thấy. Ai cũng biết, một khi đã nuốt tiền xuống bụng thì khó mà nhổ ra được, không ngờ Giang Sách lại hào phóng đến mức chỉ nhận một phần, rồi chia đều 9 phần còn lại. Chuyện này cần phải hào phóng và rộng rãi đến cỡ nào? Thật khâm phục. Trước đây, bọn họ khâm phục mưu trí của Giang Sách, nhưng lần này, bọn họ đã khâm phục tấm lòng của Giang Sách. Sau một hồi im lặng, hội trường nhất thời bùng nổ tràng pháo tay như sấm, người phụ trách của mỗi nhà đều hét lớn, hưởng thụ niềm vui. Bọn họ vừa mới khinh bỉ, căm hận Giang Sách, nhưng bây giờ, ai cũng hoan hô Giang Sách. Ai cũng thốt lên một câu, thơm quá đi mất. Giang Sách vạn tuế. Giám đốc Giang, sau này tôi sẽ chỉ nghe lời cậu. Cậu bảo tôi làm gì tôi sẽ làm nấy. Giang Sách là ông chủ của chúng ta, châu báu hằng tinh là số một trong giới, tôi nói rồi mà, không được phép phản bác. Đám người bên dưới ngày càng hưng phấn. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, dù gì Giang Sách cũng đã cho bọn họ một lợi ích lớn. Nếu chia đều lô hàng lớn đó cho bọn họ thì mỗi nhà đều có thể kiếm được một bột. Giang Sách uống nước không quên ngòi đào giếng, sau khi kiếm được tiền không nuốt một mình, mà vẫn nghĩ đến đám người bọn họ đã giúp đỡ, phẩm chất này đáng để mọi người kính phục. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu, hết đợt này đến đợt khác hoàn toàn không ngắt quãng. Không biết qua bao lâu, mọi người đều hô hào, vỗ tay đến mức mệt rồi, cuối cùng tràng pháo tay ở hội trường cũng nhỏ dần. Giang Sách mỉm cười nhìn mọi người, cầm micro lên nói tiếp, tôi đã cảm nhận được lòng nhiệt tình của mọi người. Ở đây, tôi vẫn còn một việc nữa muốn khẩn cầu mọi người giúp đỡ. Giám đốc Giang cứ nói ra đi, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Đúng đó, cậu không cần dùng từ khẩn cầu đâu, mà nên dùng từ căn dặn hoặc mệnh lệnh mới đúng. Mọi người hãy im lặng để nghe giám đốc Giang nói. Giang Sách hượng cười, đám người này nhiệt tình quá rồi đấy. Anh ngừng một lát rồi nói tiếp, lần này, tôi hy vọng mỗi cửa hàng châu báu đều có thể tiến hành livestream cắt đá, mấy chục công ty châu báu chúng ta cùng hợp lại, tiến hành livestream cắt đá, để toàn bộ khu vực Giang Nam thậm chí là cả nước đều biết đến sự tồn tại của chúng ta, rồi chiêm ngưỡng sự phồn vinh trong ngành châu báu của chúng ta. Mọi người ngồi bên dưới nghe xong thì hai mắt đều phát sáng. Tôi đồng ý, chuyện này không thành vấn đề. Để mọi người trong ngành đều chiêm ngưỡng thực lực của khu Giang Nam chúng ta. Hàng chục công ty châu báu cùng livestream cắt đá, vừa phô trương thực lực vừa thể hiện sự đoàn kết của chúng ta. Đồng thời, mọi người đều hiểu rõ, lần này tập hợp tiến hành livestream cắt đá, là để tuyên bố với công chúng một chuyện, từ nay về sau, châu báu hằng tinh sẽ là đầu rồng không thể lung lay trong ngành châu báu ở khu Giang Nam. Chỉ cần livestream thành công, châu báu hằng tinh sẽ không còn bất kỳ đối thủ nào ở khu Giang Nam. Chiêu mua chuộc lòng người này của Giang Sách đã thành công mỹ mãn. Vậy thì chúc tất cả chúng ta sẽ livestream suôn sẻ. Chương 803, nổi lên mặt nước. Có thể nói cuộc họp tổ chức vào hôm nay là một bài học về hình tượng sinh động cho mọi người, thế nào là ánh mắt chiến lược. Nếu đổi thành doanh nhân bình thường, sớm đã chiếm hữu toàn bộ đá thô làm của riêng, đá bay những người được gọi là đồng nghiệp này, nhưng Giang Sách lại có thể lấy ra 9 phần đá thô để chia sẻ cho mọi người, từ đó nhận được lòng kính trọng và yêu quý của mọi người. Người bình thường sẽ không có tấm lòng và ánh mắt như này. Đây cũng là lý do chủ yếu tại sao Giang Sách có thể trở thành chiến thần Tu La, còn bọn họ chỉ là doanh nhân bình thường. Sau khi cuộc họp kết thúc, Giang Sách đã đi vào hậu trường. Bà xã Đinh Mộng Nghiên đã sớm đợi ở hậu trường, vừa nhìn thấy Giang Sách đi vào, cô vừa vỗ tay vừa nói, giỏi lắm, hôm nay sau khi anh kết thúc cuộc họp, toàn bộ doanh nhân châu báu ở khu vực Giang Nam đều đã bị anh mua chuộc. Giang Sách mỉm cười, từ mua chuộc này khó nghe quá.
Bây giờ em đang là tổng giám đốc của châu báu hằng tinh, anh làm như vậy cũng chỉ giúp em dọn sạch không ít chướng ngại vật mà thôi. Ninh Mộng Nghiên nói, vậy anh chuẩn bị chừng nào sẽ tiến hành livestream? Hay càng sớm càng tốt? Giang Sách lắc đầu đáp, không, chúng ta phải chờ đợi. Đợi cái gì? Đợi làm nền. Ninh Mộng Nghiên không hiểu, bọn họ còn phải làm nền cái gì? Chẳng phải bọn họ đã làm nền xong hết rồi ư? Giang Sách giải thích, đầu tiên, cần phải có thời gian để vận chuyển đơn hàng kia, sau đó còn phân phối xuống bên dưới. Quan trọng nhất là bây giờ chỉ có chúng ta biết về chuyện livestream, còn người dân bình thường thì vẫn chưa hề hay biết. Tiếp theo, điều mà chúng ta cần phải làm là phóng đại sức ảnh hưởng của vụ việc thông qua các phương tiện truyền thông, để mọi người đều biết đến tình hình hàng chục nhà cùng livestream cắt đá. Ninh Mộng Nghiên cau mày, liệu chuyện này có phản tác dụng không? Bài học của Rip vẫn đang bày ngay trước mắt, khán giả sẽ không cảm thấy phiền chán chứ? Giang Sách nói, nếu có áp lực dư luận thì càng tốt, dư luận càng lớn thì càng có nhiều người xem, phim càng dở càng có nhiều người mắng, nhưng doanh thu phòng vé lại ngày càng cao. Đợi mọi người ngồi trước máy tính xem livestream, phần lớn đá thô mà chúng ta cắt ra đều là hàng cao cấp, vậy thì chúng có thể chuyển lỗ thành lãi, để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Chuyện này có khả thi không? Ninh Mộng Nghiên bày tỏ sự nghi ngờ. Giang Sách cười xấu xa hỏi, vậy em có muốn cá cược một lần với anh không? Vừa nhắc đến từ cá cược, Ninh Mộng Nghiên liền đỏ mặt, lần nào cô cũng cược thua, hơn nữa cái giá phải trả là. Phi, em không thèm cược với anh, đồ háo sắc. Ninh Mộng Nghiên hờn dỗi xoay người rời đi, Giang Sách mơ màng, sao mình lại tự dưng biến thành đồ háo sắc thế? Anh vẫn chưa nói gì mà. Trong phòng bệnh VIP của Bệnh viện Nhân dân số 3 thành phố. Bằng chuyện vừa hoàn thành bằng. 1. Độc sủng thiên kim nô. 2. Thư tỏ tình. 3. Chiết ánh trăng. 4. Lăng tổng cưa lại vợ cũ. Bằng. Rip nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau vài ngày tĩnh dưỡng, vết thương trên người anh ta gần như đã bình phục, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa lành lặn. Giang Sách giống như ổ khóa, khóa chặt anh ta lại, không thể nhúc nhích. Tổng giám đốc, không ổn rồi, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Thư ký Đan Long Hưng mở cửa đi vào, mồ hôi nhễ nhại nói, tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Rip khẽ mở mắt ra, duỗi tay cầm mắt kính gọng vàng để trên bàn mang vào, bình tĩnh nói, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Gặp phải chuyện gì cũng phải bình tĩnh, mọi chuyện đều không được kích động, vậy mà cậu chẳng hề nhớ gì cả. Đan Long Hưng nhún vai đáp, nhưng chuyện này quá đáng sợ, tôi thật sự không thể bình tĩnh lại được. Rip hừ lạnh, cậu nói thử xem, có chuyện gì vậy? Đan Long Hưng ấp úng, định lên tiếng nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ôi chao, chuyện này phức tạp quá, tôi vẫn chưa biết nên nói sao mới có thể rõ ràng đây. Thế là anh ta dứt khoát lấy điện thoại ra khỏi túi. Tìm kiếm tin tức phù hợp với tình hình thực tế nhất, rồi nhấp vào, đưa cho Rip xem. Rip nhận lấy điện thoại, tùy ý đọc lướt qua. Mới đầu vẻ mặt của anh ta còn có thể giữ bình tĩnh, nhưng sau khi đọc xong đã bùng lửa giận. Cái gì? Giang Sách mua hết số hàng còn lại chỉ với 3.000 vạn thôi ư. Lúc đó Rip đã tốn 3 tỷ, hơn nữa còn mua hết đá thô tạp nham, để Giang Sách nhặt được món hời to khi mua hết số đá thô chất lượng cao còn sót lại. Cơn tức này thật sự rất khó nuốt. Rip kiềm nén cơn giận xem tiếp, nhưng càng xem càng không nhịn được. Giang Sách thật biết cách làm người, mượn hoa hiến Phật, lợi dụng lô đá thô tranh giành để làm việc tốt, phân phát cho các công ty châu báu khác. Làm như vậy, vị trí đứng đầu ngành châu báu cả khu vực Giang Nam chỉ có thể thuộc về châu báu hằng tinh. Tên Giang Sách đê tiện này, thủ đoạn thật hèn hạ. Đồ tiểu nhân bị ổi. Cơn giận của Rip nhất thời bùng cháy khắp người. Anh ta vung tay ném điện thoại xuống sàn, khiến nó vỡ tan tành. Đan Long Hưng nhìn thấy điện thoại của mình bị đập nát thì sắc mặt trở nên khó coi như trái mướp đắng, nhưng không dám nói gì cả, bây giờ anh ta hoàn toàn không dám đắc tội với Rip. Anh ta còn ôn tồn an ủi, Tổng Giám Đốc, tôi đã nói rồi mà, chuyện này rất khó để mọi người bình tĩnh lại đúng không? Đúng vậy, anh ta không thể nào bình tĩnh lại. Rip giống như chú hề, bị Giang Sách đùa bỡn. Dù anh ta đã quen nhẫn nhịn cũng không thể nhẫn nhịn được. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài, cố gắng kiềm nén cơn giận, từ tốn nói, chẳng phải Giang Sách sẽ hợp tác với hàng chục công ty châu báu để tiến hành livestream cắt đá à?
Được, vậy thì tôi sẽ để cho anh livestream. Rip tôi ngã xuống từ chỗ này thì Giang Sách anh cũng đừng hòng sống tốt. Đừng tưởng chỉ có anh mới biết bẫy, ông đây cũng biết nhé. Rip ngoắc tay với Đan Long Hưng, bảo anh ta ghé tai vào đây, rồi nói nhỏ vài câu. Đan Long Hưng gật đầu lia lịa, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm ngay. Dứt lời, anh ta liền xoay người rời đi. Trong phòng bệnh trống trải, Rip hít thở sâu vài lần, lẩm bẩm, trước khi ông Ngô đến kinh thành, mình cần phải giúp ông ấy tiêu diệt đại họa trong tim này. Trong văn phòng giám đốc của Châu Báu Hằng Tinh, Giang Sách đang ngồi trên sofa gọi điện cho Trình Đan Đình, bảo cô ấy sắp xếp chuyện bên truyền thông, rồi căn dặn nhất định phô trương thanh thế thật lớn. Bên này vừa mới cúp điện thoại thì bên kia điện thoại lại đổ chuông. Alo, Giang Sách nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói hùng hồn của một người đàn ông trung niên, tổng phụ trách Giang, tôi là Tạ Mạnh Chí đội trưởng đội cảnh sát, cậu bảo tôi luôn trông chừng cha con nhà họ Thạch bên Hiệp hội Y học, sau 2 tháng yên tĩnh, cuối cùng cũng có động thái rồi. Cuối cùng cũng đợi được rồi. Mắt của Giang Sách nhất thời sáng rỡ. Cha con nhà họ Thạch bên Hiệp hội Y học đã lén lút tiến hành các hoạt động bất hợp pháp, mua bán nội tạng người. Cuối cùng sợi dây gần như đã bị đứt này cũng nổi lại trên mặt nước. Sau 2 tháng gian khổ canh chừng, hai cha con này thật giỏi nhẫn nhịn, tưởng 2 tháng đã trôi qua thì thế giới sẽ yên bình ư. Ha ha, bọn họ nghĩ cảnh sát quá đơn giản rồi đó. Giang Sách ra lệnh, bây giờ tôi sẽ đến cục cảnh sát một chuyến, ông cứ tiếp tục theo dõi, nhớ là chỉ nhìn chứ không được bắt, mặc kệ xảy ra tình huống gì, người của cảnh sát cũng không được lộ diện. Tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Giang Sách gấp gáp chạy đến cục cảnh sát. Cuối cùng lưới răng lâu như vậy cũng đã đến lúc thu hoạch. Chương 804, buổi diễn thuyết không còn chỗ trống. Cục cảnh sát thành phố. Giang Sách ngồi ở ghế trên cùng, một nhóm cảnh sát ngồi vây quanh chiếc bàn dài, còn đội trưởng Tạ Mạnh Chí đang ngồi ở vị trí bên cạnh Giang Sách. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Tạ Mạnh Chí bảo mọi người bật máy chiếu, hiển thị bảng ghi chép theo dõi một cách chi tiết. Trong bảng này có ghi chép theo dõi một cách chi tiết về cha con nhà họ Thạch trong 2 tháng gần đây, bọn họ đã làm những gì đều được điều tra rất rõ. Nhìn bề ngoài có vẻ như bọn họ không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế bọn họ đã làm không ít chuyện dơ bẩn. Trong đó có rất nhiều chuyện ghê tởm đủ để tống bọn họ vào tù. Nhưng nó chẳng là gì so với việc làm xấu xa thật sự của bọn họ. Tạ Mạnh Chí nói, dựa vào điều tra theo dõi gần đây, hai cha con nhà họ Thạch cho rằng khoảng thời gian gần đây quá yên bình, nên đã bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy rồi. Kể từ lúc chúng tôi nhận được tin tức, rất có khả năng bọn họ đã nhận được đơn hàng mới, hơn nữa còn là đơn hàng lớn, đủ để bọn họ kiếm được rất nhiều tiền. Tiền nhiều cộng thêm gần đây sóng gió cũng lặng đi rất nhiều, nên cha con nhà họ Thạch đã mất kiên nhẫn chuẩn bị ra tay, tiếp tục tiến hành việc mua bán nội tạng người. Hai phần tử tội ác này đáng bị bắt. Giang Sách hỏi, ông đã điều tra ra ai là người đặt mua đơn đặt hàng mới này chưa? Tạ Mạnh Chí lắc đầu đáp, đơn hàng mới này che giấu cực kỳ sâu, trừ phi cưỡng ép đi cướp, bằng không hoàn toàn không nhìn ra được, để tránh đánh rắn động cỏ, tôi vẫn chưa dám hành động. Nói cách khác, nếu muốn biết người mua là ai thì chỉ còn cách bắt hai cha con nhà họ Thạch về quy án mới biết được. Chuyện này có thể để sau hãng nói, trước mắt chuyện quan trọng hơn vẫn là bắt hai cha con nhà họ Thạch về quy án. Giang Sách tiếp tục hỏi, vậy ông đã điều tra ra hành động tiếp theo của cha con nhà họ Thạch là gì chưa? Theo suy nghĩ của Giang Sách, có lẽ cha con nhà họ Thạch đã nhắm vào một người nào đó, rồi dùng một số thủ đoạn bẩn thỉu để lấy nội tạng trên cơ thể người đó. Bọn họ phải tìm cho ra người này để bảo vệ. Ai dè câu trả lời của Tạ Mạnh Chí lại khiến Giang Sách hơi bất ngờ. Ông ta nói, theo điều tra của chúng tôi, cha con nhà họ Thạch sắp tiến hành một buổi diễn thuyết ở Bệnh viện Dược phẩm thành phố. Hành động tiếp theo của bọn họ có liên quan mật thiết đến buổi diễn thuyết này. Hả? Giang Sách cau mày, hơi ngạc nhiên. Cha con nhà họ Thạch đang chơi trò gì vậy? Tại sao lại chọn tiến hành diễn thuyết vào thời khắc quan trọng như này? Rốt cuộc bọn họ định làm gì thế? Mặc kệ bọn họ định làm gì, dù sao cũng không phải là chuyện tốt đẹp. Giang Sách nói, ông có cách nào trà trộn vào hội trường diễn thuyết không? Tạ Mạnh Chí ngẫm nghĩ, chuyện này thì tôi có thể làm được. Giang Sách gật đầu, được, vậy thì ông hãy sắp xếp cho tôi một chỗ, tôi sẽ đích thân đến hội trường nghe, để xem rốt cuộc Thạch Khoan kia định dở trò gì. Tạ Mạnh Chí sửng sốt, cậu muốn đích thân đi tới đó ư? Đúng vậy. Tổng phụ trách, cha con nhà họ Thạch vô cùng nguy hiểm, chúng tôi lo cho sự an nguy của cậu,
không bằng để cấp dưới của chúng tôi đến hội trường điều tra được không? Không được, trực giác của tôi mách bảo rằng, chắc chắn Thạch Khoan sẽ giở trò quỷ trong buổi diễn thuyết, nếu tôi không đích thân đi đến đó sẽ không yên lòng. Chuyện các ông cần phải làm là bảo vệ sự an toàn cho sinh viên, đồng thời theo dõi sát sao từng cử chỉ của Thạch Khoan. Tạ Mạnh Chí gật đầu, chúng tôi biết rồi, tổng phụ trách, mong cậu hãy cẩn thận ứng phó, tuyệt đối đừng xảy ra điều gì bất trắc, bằng không tôi sẽ không gánh nổi. Ông cứ yên tâm, trong lòng tôi tự có chừng mực. Giang Sách xua tay nói, bây giờ ông hãy đi sắp xếp đi. Được. Tạ Mạnh Chí liền cử người đi sắp xếp, để Giang Sách có thể tiến vào hội trường diễn thuyết một cách suôn sẻ. Buổi diễn thuyết lần này có quy mô tầm trung, được tổ chức trong khu giảng đường trường Đại học Y Dược, có thể chứa được hơn 300 người. Chỗ ngồi ở hội trường đều đã chật kín, ghế nào cũng có người ngồi. Hội trường không còn chỗ trống. Giang Sách trà trộn vào bên trong với thân phận giáo viên, bởi vì người trong trường thật sự quá đông, cũng chẳng có ai đặc biệt chú ý đến sự tồn tại của Giang Sách, nên anh cứ thế ngang nhiên ngồi xuống vị trí của giáo viên. Hiệu trưởng Thang Giai Văn dẫn theo một nhóm lãnh đạo nhà trường ngồi ở dãy ghế đầu tiên, đợi Thạch Khoan bước lên sân khấu. Hội trường đã người đông như kiến, mọi người châu đầu ghé tai vào nhau. Tôi nghe nói Thạch Khoan là người đứng đầu trong giới y học hiện nay, trước giờ đã nghe danh từ lâu, nhưng chưa bao giờ có cơ hội được gặp mặt, cuối cùng hôm nay cũng có thể mở mang tầm mắt. Cậu hãy nắm lấy cơ hội này đi, ngài Thạch Khoan nắm giữ tri thức y học tiên tiến nhất, có thể nghe được bài giảng của ngài ấy là phúc phận tám đời của chúng ta. Nhưng chuyện này thật kỳ lạ, tại sao ngài Thạch Khoan đang trăm công nghìn việc lại đột nhiên đến trường chúng ta để tiến hành diễn thuyết thế? Tôi cũng không biết, hình như nhất thời nảy ra ý này, hơn nữa tôi còn nghe nói ngài ấy muốn dẫn dắt thế hệ sau, dù gì chuyện này cũng rất thần bí. Lúc mọi người đang thảo luận, MC đã bước lên sân khấu. Cô ta cầm micro, khẽ cười nói, kính thưa các vị lãnh đạo, các thầy cô giáo và các bạn sinh viên, chào buổi chiều. Giọng nói của cô ta vang lên, mọi người đều im lặng. MC nói tiếp, hôm nay, trường của chúng ta vô cùng vinh dự mời được bác sĩ Thạch Khoan, nhân vật đứng đầu trong giới y học khu vực Giang Nam, để tiến hành một bài diễn thuyết về y học cho mọi người. Đây là niềm vinh dự của trường chúng ta, mọi người nhất định phải quý trọng cơ hội này, để học hỏi kiến thức y dược từ bác sĩ Thạch, rồi đóng góp sức mạnh cho đất nước và nhân dân trong tương lai gần. Tiếp theo, xin mời bác sĩ Thạch Khoan bước lên sân khấu, để tiến hành diễn thuyết cho mọi người nghe. Vừa dứt lời, hội trường đã vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trong tiếng vỗ tay và hoa tươi, Thạch Khoan người đứng đầu trong giới y dược bước lên sân khấu. Ông ta mặc đồ tôn trung sơn, đeo mắt kính, trông rất nho nhã, giống như bậc tiền bối đức cao vọng trọng, không nói chuyện gì khác, chỉ riêng khí chất này đã hù dọa không ít người rồi. Bôm bốp, tràng pháo tay trong hội trường càng nồng nhiệt hơn, kéo dài rất lâu. Mọi người vỗ tay tầm 10 phút, Thạch Khoan mới ra hiệu cho mọi người đừng vỗ tay, mà hãy yên lặng một chút. Cảm ơn mọi người đã yêu mến và ủng hộ tôi, cảm ơn, cảm ơn. Hôm nay, tôi rất vinh dự khi đến trường Đại học Y Dược, để kể cho các sinh viên nghe về chút kinh nghiệm không đáng kể của mình trong mấy năm làm bác sĩ. Tôi hy vọng mình sẽ giúp đỡ, truyền cảm hứng cho các bạn sinh viên đang có mặt tại đây. Mọi người đều là những đóa hoa vẫn chưa nở nộ trong giới y dược, là người nối nghiệp tương lai. Là một ông lão, tôi thật sự rất vui mừng khi chứng kiến thế hệ sau xuất sắc như các bạn. Thạch Khoan rất biết cách ăn nói, liên tục khen ngợi, nhưng lại không nói lời buồn nôn, mà mang tới cảm giác xuất phát từ tận đáy lòng, khiến các giáo viên và sinh viên có mặt tại đây đều vô cùng cảm động. Trong nửa tiếng đầu tiên, về cơ bản đều không có nội dung nào liên quan đến y dược, mà tất cả đều là những lời nói vô nghĩa sáo rỗng. Nhưng hội trường lại được khuấy động đến mức vô cùng náo nhiệt. Thậm chí một số nữ sinh còn cảm động đến mức chảy nước mắt. Giang Sách dựa lưng vào ghế, mặt không cảm xúc nhìn Thạch Khoan đang phát biểu trên sân khấu, chờ đợi khoảnh khắc ông ta lộ ra đuôi cáo của mình. Giang Sách tin chắc rằng, hôm nay Thạch Khoan không thể nào đến đây để truyền cảm hứng cho sinh viên. Một kẻ keo kiệt không có lợi ích sẽ không dậy sớm như ông ta, làm sao có thể tốt bụng như vậy? Thạch Khoan, rốt cuộc ông muốn làm gì? Chúng ta cứ chờ mà xem. Chương 805, đổi trắng thay đen. Sau những lời động viên đầy cảm động, Thạch Khoan mới chính thức bắt đầu bài diễn thuyết về y học của mình. Có thể nói kiến thức của Thạch Khoan thật sự rất rộng, bài diễn thuyết của ông ta có nội dung rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đã giải thích rất nhiều điều về y học cho học sinh,
tuy vẫn có cảm giác ông ta đã giữ lại rất nhiều góc kiến thức nhưng những cơ sở lý luận kia của ông ta cũng đã đủ cho đám học sinh ở đó suy ngẫm cả ngày, ngay cả Giang Sách cũng học thêm được khá nhiều kiến thức từ bài giảng của ông ta. Tên Thạch Khoan này cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Ông ta đến đây chỉ để làm việc thiện và bồi dưỡng thế hệ tương lai thật đấy à? Giang Sách không lên tiếng vẫn tiếp tục quan sát một cách bình tĩnh, anh hiểu rất rõ tính cách của Thạch Khoan, loại người như ông ta không bao giờ làm những thứ bình thường như vậy. 2 giờ sau, cuối cùng bài diễn thuyết cũng bước đến giai đoạn kết thúc. Thạch Khoan nói, vừa rồi tôi đã nói về những thay đổi mà y học đã tạo ra đối với cơ thể con người, hiện tại tôi muốn cho các bạn xem một thứ. Đây là một loại thuốc mà tôi đã nghiên cứu gần đây có thể tăng cường khả năng miễn dịch của con người. Ông ta nói xong lập tức vỗ tay, sau đó con trai của ông ta bưng một cái khay đựng rất nhiều loại thuốc ra. Thạch Khoan nói tiếp, ngoài việc diễn thuyết thì việc tôi đến đây hôm nay vẫn còn một mục đích nữa, chính là phân phối số loại thuốc mới này cho mọi người. Mọi người đều liếc mắt nhìn sang. Chuyện này có gì đó không thích hợp cho lắm, nghe cứ cảm thấy là lạ. Diễn thuyết thì diễn thuyết. Sao tự dưng lại đến bán thuốc cơ chứ? Tên Thạch Khoan này cũng giống như những người bán sách, trước tiên sẽ diễn thuyết một lúc, nói đến mức bạn cảm động đến rơi nước mắt rồi mới tiến hành bán sách cho bạn. Ngoài mặt thì nói là diễn thuyết, nhưng bán sách mới là mục đích chính. Thạch Khoan cũng vậy, lần này ông ta đến đây không phải để diễn thuyết mà là để bán thuốc, theo lý thuyết không nên có chuyện này mới đúng, bởi vì Thạch Khoan rất có tiền nên chắc hẳn ông ta sẽ không làm mấy chuyện vừa nhàm chán vừa thấp kém như vậy. Trong lúc mọi người vẫn còn nghi ngờ thì các loại thuốc được phân phát đến tay từng người rồi. Thạch Khoan nói, xin mọi người yên tâm, Thạch Khoan tôi tuyệt đối không phải loại người chuyên buôn thần bán thánh giao thuốc giả đâu, những thứ này đều được cấp phát miễn phí cho mọi người, cứ coi như đó là chút tấm lòng của tôi. Mọi người nghe ông ta nói thế mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra là tấm lòng của bác sĩ Thạch, vậy mà lúc nãy tôi còn hiểu lầm người ta, đúng là có lỗi quá. Bác sĩ Thạch đúng là người tốt bụng nhất trên thế giới, ông ấy không những dạy chúng ta kiến thức mà còn phân phát miễn phí các loại thuốc mới giúp ta có thể tăng cường sức khỏe nữa chứ, thật sự quá tốt rồi. Bọn em rất biết ơn bác sĩ Thạch. Tất cả các giáo viên và sinh viên của trường Đại học Y Dược đều bày tỏ lòng biết ơn to lớn đối với Thạch Khoan, hiện trường lúc này vô cùng ấm áp. Trên sân khấu, Thạch Khoan ngồi trên ghế nhìn xuống mọi người đang ngồi dưới khán đài, trên mặt luôn nở một nụ cười vô cùng hiền lành phúc hậu. Không ai có thể nhìn ra chút dấu hiệu vụ lợi hay dã tâm của ông ta. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang phấn khích thì có một giọng nói đột ngột vang lên. Thuốc này có vấn đề đúng không? Hửm. Mọi người đều sững sờ nhìn về hướng âm thanh truyền đến, chỉ thấy một người đàn ông cao giáo với khuôn mặt góc cạnh đang ngồi trên ghế giáo sư, người nọ chăm chú quan sát thứ thuốc trên tay. Thạch Khoan ở trên sân khấu cũng sửng sốt nhìn về phía người đàn ông kia. Ông ta chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra người đàn ông đó chính là Giang Sách. Thạch Khoan híp mắt sau đó cười lạnh nói, chà, chẳng phải giám đốc Giang đây sao? Sao cậu lại ở đây thế? Ông ta cố tình gọi Giang Sách là, giám đốc Giang, thay vì, bác sĩ Giang, là vì muốn ra tay trước chấp lấy thời cơ, muốn áp đặt Giang Sách vào thân phận quản lý của một công ty trang sức chứ không phải người trong lĩnh vực y học, vì sợ Giang Sách sẽ mang thêm những phiền phức không cần thiết cho ông ta. Trên thực tế, bởi vì mấy vụ ồn ào trong ngành trang sức gần đây nên danh tiếng của Giang Sách cũng theo đó lan truyền rộng rãi, càng ngày càng có nhiều người biết anh là vị giám đốc đã thu mua công ty châu báu, nhưng bọn họ lại không biết rằng kiến thức y học của anh cũng vô cùng uyên thâm. Giang Sách liếc Thạch Khoan một lượt sau đó mới lạnh giọng nói, ông đừng quan tâm lý do tôi ở đây, chuyện tôi muốn nói là thuốc này của ông có chút vấn đề. Sắc mặt mọi người đều đồng loạt thay đổi. Thuốc của bác sĩ Thạch có vấn đề sao? Người này ở đâu chui ra thế? Thạch Khoan đứng dậy nhìn chằm chằm vào Giang Sách, giám đốc Giang, cậu đừng có ngậm máu phun người, tại sao thuốc của tôi lại có vấn đề được? Nếu hôm nay cậu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì cậu đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này. Giang Sách cười lạnh. Anh cũng đứng dậy giơ thuốc trong tay lên rồi bình tĩnh nói, Thạch Khoan nói nghiên cứu thuốc mới có thể tăng cường khả năng miễn dịch đều là nói dối cả. Đúng là loại thuốc này có thể khiến người sử dụng khỏe mạnh hơn trong thời gian ngắn. Nhưng mọi người có biết nguyên lý hoạt động của loại thuốc này không? Anh nhìn xung quanh một vòng nhưng không ai trả lời, tất nhiên sẽ không có ai trả lời được rồi, ngay cả dược liệu của thuốc mọi người còn chưa thể phân biệt rõ ràng hơn nữa cũng chưa uống bao giờ thì làm sao có thể nhìn ra cách thức hoạt động của thuốc này đây? Nhưng Giang Sách thì khác, anh đã học được tinh hoa y học cổ truyền Trung Quốc từ Tân Tử Dân của Trung tâm Y tế Nhân Trị,
từ lâu mũi của anh đã nhạy hơn cả loài chó nên chỉ cần ngửi một lát đã có thể biết rõ thành phần trong thuốc là gì, chỉ cần biết được thành phần và tỷ lệ thì Giang Sách sẽ nắm được tác dụng của thuốc này. Anh nói tiếp, bản thân loại thuốc này không thể nâng cao sức đề kháng của con người, nhưng nó có thể huy động các chức năng cơ thể để tăng cường khả năng trao đổi chất, khiến cơ thể sẽ vô cùng khỏe mạnh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, di chứng để lại cực kỳ nghiêm trọng. Mọi người thử suy nghĩ một chút, nếu cơ thể con người phải hoạt động cường độ cao đến mức cạn năng lượng thì các chức năng của cơ thể sẽ bị rối loạn, sau một thời gian rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu, đến lúc đó các loại vi khuẩn gây hại sẽ thừa dịp hệ miễn dịch yếu đi mà xâm nhập vào. Nhẹ thì chỉ bị cảm sốt, nặng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Những lời này giống như một gáo nước lạnh xối lên đầu mọi người, tất cả giảng viên và học sinh có mặt đều dựng tóc gáy, hai cha con nhà họ Thạch đang đứng trên sân khấu cũng biến sắc trông rất khó coi. Bị vạch trần tác dụng phụ của thuốc ngay trước mặt mọi người, loại chuyện thế này chẳng có gì đáng tự hào mà ngược lại còn có thể vì nó mà thân bại danh liệt. Vốn dĩ Giang Sách đã định cho qua chuyện. Ngay từ đầu anh biết với tính cách của Thạch Khoan thì sẽ không có chuyện hào phóng làm chuyện công ích không công, quả nhiên mục đích chính mà Thạch Khoan đến trường là vì muốn hại người. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, bầu không khí của hiện trường đã vô cùng lúng túng, Thạch Khoan không nói được lời nào, cả khuôn mặt đỏ bừng không biết nên bắt đầu cãi lại từ đâu. Thạch Văn Bình đứng bên cạnh không nhịn được vội nói, Giang Sách, một thương nhân chỉ biết đầu cơ trục lợi một công ty châu báu như anh thì biết gì về kiến thức y học chứ? Đừng có ở đây nói bừa nữa. Ba tôi là người đi đầu trong lĩnh vực y học, mọi loại thuốc mà ông ấy nghiên cứu ra đều được thử nghiệm tỉ mỉ hàng chục năm, một người ngoài ngành như anh có thể so bì được không? Anh có biết thành phần dược liệu và tỷ lệ trong loại thuốc này là gì không? Đừng có đứng đây mà nói bừa. Thạch Văn Bình nhìn về phía hiệu trưởng Thang Giai Văn, hiệu trưởng Thang, mời ngài đứng ra nói lời công bằng đi. Giang Sách vươn tay phất phất tay áo, sau đó cũng nhìn về phía Thang Giai Văn nói. Hiệu trưởng Thang, nếu người ta đã yêu cầu ông đứng ra nói lời công bằng thì ông cứ đứng ra nói một tiếng đi. Tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều hướng mắt về phía Thang Giai Văn, trước ánh mắt quan sát của mọi người, nếu Thang Giai Văn không đưa ra ý kiến hay nhận định thì e rằng không ổn, cho nên ông ta bèn đứng dậy nhìn thoáng qua Thạch Khoan sau đó lại liếc sang Giang Sách, đôi mắt híp lại giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Sau một lúc im lặng, câu hỏi đầu tiên của ông ta là, Giám đốc Giang. Anh làm cách nào có thể bước vào hội trường của trường đại học y dược chúng tôi thế? Chuyện này, Giang Sách cười khổ, chuyện này có liên quan gì đến việc nhận định về thuốc đâu? Đương nhiên anh không thể khai ra chuyện đội trưởng đội cảnh sát Tạ Mạnh Chí cho anh vào, vì thế anh chỉ có thể bịa ra một lý do, tôi nghe nói hôm nay quý trường có một buổi diễn thuyết rất hay, mà tôi lại rất hứng thú với y dược nên mới mạn phép đến đây khi không được mời. Vậy là không được mời à? Thang Giai Văn gật đầu một cái sau đó chỉ tay về phía cửa nói, vậy cậu có thể đi rồi. Cái gì? Giang Sách nhíu mày, hiệu trưởng Thang ông đang mở lời đuổi khách đấy à? Thang Giai Văn mỉm cười, chẳng lẽ lời nói của tôi vẫn chưa đủ cụ thể sao? Từ thái độ của ông thì tôi có thể hiểu là ông đang cho phép Thạch Khoan làm vậy không? Chuyện này còn cần phải suy nghĩ sao? Thang Giai Văn dừng một chút mới nói tiếp, bác sĩ Thạch là một nhân vật hàng đầu trong lĩnh vực y dược. Là một bậc tiền bối rất được kính trọng, là người đã dày công nghiên cứu về y học trong suốt nhiều thập kỷ, còn có trình độ kiến thức và kỹ năng hành y vô cùng cao. Còn cậu thì sao? Cậu chỉ là một người kinh doanh công ty châu báu, một người bình thường mà thôi. Một người bình thường như cậu lại dám dõng dạc chỉ trỏ loại thuốc mới mà bác sĩ Thạch đã dày công nghiên cứu, cậu thấy cậu có xứng nói mấy lời đó không? Hiện trường lại im lặng một lần nữa. Nhưng lần này sắc mặt của tất cả các giáo viên và học sinh đều hồi phục lại như cũ, bọn họ nhìn Giang Sách với ánh mắt đầy khinh thường. Có Thang Giai Văn, nhắc nhở, bọn họ mới nhận ra vừa rồi bọn họ ngu ngốc đến mức nào, họ không tin vào bác sĩ Thạch vừa đáng kính vừa giỏi giang mà lại tin lời của một người kinh doanh châu báu. Ha ha ha, đúng là quá ngu ngốc. Nghĩ kỹ lại thì những lời Giang Sách vừa nói nghe qua có vẻ hợp lý, nhưng lại mang đến cảm giác cứ như một vở kịch đã được chuẩn bị từ trước vậy. Thang Giai Văn cho biết, những gì cậu vừa nói có vẻ rất có lý, nhưng mấy lời bịa đặt này có thể dùng cho tất cả các loại thuốc. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đã có người lên sẵn kịch bản cho cậu học thuộc lòng, sau đó chỉ cần có mặt ở đây để đặt điều vu oan cho bác sĩ Thạch. Chúng tôi biết bác sĩ Thạch là người ngay thẳng và chính trực nên đương nhiên sẽ đắc tội không ít tiểu nhân trong giới y học, vì thế hôm nay ông ấy mới bị người ta trả thù như vậy. Nhưng để tôi nói cho cậu biết.
tất cả các giáo viên và sinh viên của trường Đại học Y Dược của chúng tôi sẽ luôn đứng về phía bác sĩ Thạch, cũng như sẽ đấu tranh với đến cùng với những kẻ kinh doanh vụ lợi như cậu. Giọng nói sang sảng, tràn đầy khí thế, có thể thấy Thang Giai Văn không hề nói năng tùy tiện, mà thực sự đang muốn bảo Thạch Khoan từ tận đáy lòng. Bốp bốp bốp, tất cả giáo viên và học sinh trong hội trường đều đứng dậy và đồng thanh hét lên. Bảo vệ bác sĩ Thạch, đấu tranh với tiểu nhân. Bảo vệ bác sĩ Thạch, đấu tranh với tiểu nhân. Một nam sinh viên bút về phía Giang Sách sau đó chửi ầm lên, đồ gian thương vụ lợi, nơi này không có chỗ cho anh, mau cút đi. Cút ra chỗ khác. Cút khỏi Đại học Y Dược của chúng tôi. Đám đông quá kích động, tất cả giáo viên và sinh viên vừa ném tập vở, bút chì, tẩy về phía Giang Sách vừa liên tục chửi bới bằng những lời lẽ vô cùng khó nghe, bọn họ không muốn nhìn thấy Giang Sách thêm một giây nào nữa. Cút! Mau cút khỏi đây! Trên sân khấu, khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thạch Khoan lặng lẽ xuất hiện một nụ cười hài lòng. Âm mưu bị vạch trần thì sao? Chỉ cần con người bị che mất hai mắt thì chẳng thể nào phân biệt thế nào là trắng thế nào là đen nữa. Giang Sách, cậu muốn phá hư chuyện tốt của tôi à? Nằm mơ đi! Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 805.